Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì những công việc Chúa ngày làm cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của Chúa, cho quê hương, đất nước, xứ sở của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi mục sư Phong có mặt ở đây thì chúng tôi nhớ đến những ngày mà Chúa cho phép chúng tôi về Việt Nam sau Covid hôm tháng 11 vừa rồi, và công bố sứ điệp mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta trong chủ đề đó là hãy vùng dậy. Và cảm ơn Chúa có nhiều cuộc đời đã nắm bắt được rằng chúng ta phải trỗi dậy. Chúng ta không thể nào thụt lùi được hay là co lại, nhưng mà chúng ta phải nảy nở và lớn rộng ra. Và cảm ơn Chúa có những doanh nhân đã được phước của Chúa. Tôi nhớ khi đi đến Hà Nội thì có một cô giúp đỡ cho công tác tổ chức cho đại hội cầu nguyện của 13 nước của Đông Nam Á. Cảm ơn Chúa, cô Phương đến làm chứng với tôi, nói rằng em bay đến Cà Mau và lúc mà mục sư kêu gọi các con cái của Chúa có thể tiến lên để được sự cầu nguyện, và đặc biệt là khi mục sư nói là những doanh nhân muốn cầu nguyện để Chúa Ngài sẽ khai phóng phước hạnh của Chúa và mở khóa đời sống thuộc linh của các bạn để có thể cầm bạc triệu ở trong tay. Thì cô nói rằng cô chưa bao giờ được một mục sư ở trong nước cầu nguyện như vậy, bởi vì hiếm lắm các mục sư mà có nói chuyện đến các doanh nhân thì thường là kêu gọi dân hiến, chứ còn cầu nguyện để được Chúa Ngài ban phước để có thể cầm bạc triệu ở trong tay để yểm trợ cho việc nhà Chúa thì đó là lần đầu tiên. Cô nói rằng lúc đó cô có nhiều cái hụt hẫng ở trong đời sống, mà tinh thần đang xuống rất thấp, tìm đến đại hội ở tại Cà Mau để được nâng đỡ, được khích lệ, nhưng mà không ngờ là mình nhận được nhiều hơn là điều mình ao ước. Và cảm ơn Chúa, cô trở về Hà Nội và sử dụng cái công ty của mình trong vấn đề tổ chức cho những cái sự kiện cũng như là các công ty lớn. Thì cảm ơn Chúa, Chúa Ngài sử dụng cô cho công việc yểm trợ tổ chức cho về vấn đề đại hội cầu nguyện của 13 nước Đông Nam Á. Và nhiều người khác nữa, các doanh nhân được Chúa Ngài ban phước. Tôi muốn nhắc nhở anh chị em điều này để chúng ta thấy rằng từ đó thì có nhiều cánh cửa Chúa Ngài mở ra. Mà khi chúng ta nhận biết công việc của Chúa, chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời Ngài làm những điều mà nếu chúng ta không cầu nguyện, Ngài không làm. Nhưng mà khi Ngài làm đó thì việc nó sẽ xảy ra rất mạnh và rất nhanh. Một trong những điều mà tôi chia sẻ với anh chị em là nếu không có gì thay đổi thì chỉ còn một vài ngày nữa thì có một mặt hàng sẽ được bán cho tất cả các cái wholesale của Costco, của Sam Wholesale Club, rồi Walmart, rồi hơn 6.000 cái siêu thị của Kroger. Và một cái lợi nhuận có thể sẽ lên hàng triệu Mỹ Kim. Và cái người được Chúa Ngài cho phép để làm gạch nối cho công việc này, thì anh nói rằng anh sẽ dâng 50% những cái gì mà Chúa Ngài ban cho công việc để thấy dân tộc Việt Nam chúng ta được cứu, tin lành được rao giảng cho nhiều người. Thì chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta đã nghe, nắm bắt và yểm trợ trong sự cầu nguyện. Thì cho đến giờ phút này chúng ta thấy rằng mọi việc đang tiến triển một cách tốt đẹp. Tôi chia sẻ điều đó để nhắc nhở anh chị em lý do tại sao chúng ta đeo đuổi điều này. Bởi vì không có gì là ngẫu nhiên ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Thì tôi nói khi tôi đi về Việt Nam hôm đầu năm để dự cái đại hội phục hưng của 13 quốc gia Đông Nam Á, thì tôi về đó không ngờ rằng mình được Chúa Ngài sắm sẵn. Bởi vì khi có cái sự giảng hòa và ăn năn tha thứ của nước Indonesia để xin thuyền nhân Việt Nam của chúng ta tha thứ cho họ vì cái cách chính phủ của họ đã đối xử với là những thuyền nhân tị nạn ở trong những ngày đó. Thì trong hội đồng, trong đại hội đó, chỉ có tôi là người duy nhất là thuyền nhân và có thể đứng vào trong vị trí để có thể công bố sự tha thứ cho họ. Và nhiều công việc khác nữa mà tôi tin rằng không có gì là ngẫu nhiên trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta thấy môi trường thuộc linh được giải quyết, những cái khúc mắc được giải quyết, những cái tội làm cho đất bị ô uế được giải quyết đó, thì việc xảy ra một cách rất là nhanh. Bởi vì sự cầu thai của hội thánh của Chúa, vì những con người cầu nguyện, mạng lưới cầu nguyện của Đông Nam Á đã bùng ra ở trong ơn của Chúa, mặc dù thành lập năm 2003, nhưng mà không phát triển được cho đến khi cái khúc mắc của các nước Đông Nam Á có những cái hiềm khích với nhau cũng như là có những cái mối thù chưa được giải quyết. Năm 2005 đã được giải quyết thì lập tức mạng lưới cầu nguyện này đã phát triển một cách rất là nhanh chóng. Và cảm ơn Chúa, cái cao điểm mà chúng ta thấy rằng sau 20 năm cầu nguyện tìm kiếm
xin Chúa Ngài giúp đỡ, mở cửa. Thì sau 20 năm thì Chúa Ngài ban phước cho và đại hội được tổ chức ở tại Việt Nam với sự cho phép của ban tôn giáo Việt Nam cũng như chính phủ Việt Nam, ở tại giữa lòng của Hà Nội bên cạnh Hồ Tây, mà Chúa Ngài ban phước cho để cờ của 13 quốc gia Đông Nam Á được tung bay và chương trình cầu nguyện được tổ chức ở tại đó. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì những việc phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Do những con người cầu thai đã gõ cửa thiên đàng, đã chuẩn bị đất, đã dọn đường, thì Chúa Ngài bước qua con đường đó. Thì chúng ta tiếp tục ở trong tối hôm nay 8 chìa khóa để cầu thai. Thì hôm nay chúng ta sẽ bước qua cái chìa khóa thứ 3 đó. Đó là để chúng ta có thể cầu thai được một cách tốt đẹp, chúng ta phải lắng nghe tiếng của Chúa phán. Đó là điều không thể thiếu. Chúng ta không có nghĩ đến một cái nhu cầu rồi chúng ta cầu nguyện, nhưng mà lắng nghe để chúng ta có thể thấy chu kỳ của sự cầu thai được làm trọn vẹn đó. Nó bắt đầu từ ngôi của Chúa. Chúa Ngài toan định làm một công việc. Ngài tìm những con người chịu lắng nghe, Chúa Ngài hướng dẫn và báo cho họ biết đây là những việc Chúa toan định làm. Họ nhận điều đó như là một cái trọng trách và bắt đầu ấp ủ, bắt đầu cầu thai, dâng quyền pháp lý cho Chúa. Đức Chúa đã nhận lại được quyền pháp lý và Ngài hành động ở trên quê hương, đất nước, xứ sở mà con người cầu thai đó đang cầu nguyện. Chúng ta nhớ cái chu kỳ của sự cầu thai là như vậy. Đến bắt đầu Đức Chúa Trời là đấng khởi xướng, Ngài muốn làm công việc gì đó. Và chúng ta thấy rằng tất cả những điều này nó dựa trên Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 mà tôi đã nhắc với anh chị em rất là nhiều lần. Đó là Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta để họ quản trị. Chúa Ngài dựng nên chúng ta, nhưng mà Ngài để cho chúng ta quyền quản trị ở trên quả địa cầu này. Tất cả những gì mà chúng ta cho phép nó xảy ra, nó xảy ra. Những gì mà chúng ta không cho phép, nó không có quyền xảy ra. Và đó là cái đặc ân mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng tôn trọng điều đó. Cho nên những người cầu thai, những người kinh nghiệm Chúa, họ đã đi đến một cái kết luận như mục sư John Wesley, ông đã nói, Đức Chúa Trời không can thiệp vào bất cứ một việc gì ở tại trần gian này, trừ trường hợp đáp lời cầu nguyện. Bởi vì Ngài tôn trọng, những gì Ngài phán thì nó trở nên luật, mà Chúa Ngài đã định, thì Ngài cũng không phá những cái quy luật đó. Ngài để cho loài người chúng ta cái quyền để cai quản. Điều này cho chúng ta thấy cái bức ảnh của sự cầu thai. Khi chúng ta thấy những việc nó diễn ra ở trong cộng đồng chúng ta, trong thành phố của chúng ta, ở trên quê hương, đất nước, xứ sở của chúng ta, mà chúng ta không đồng ý về điều đó, thì Chúa Ngài cho chúng ta có một cái quyền, đó là chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta biết rằng phải có một sự can thiệp, và chúng ta cầu thai, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa Ngài can thiệp vào, Ngài nhúng tay vào, Ngài bước vào. Thì khi Chúa đến, hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Cho nên cái vị trí của người cầu thai rất là quan trọng ở trước mặt Chúa. Và để chúng ta có thể cầu thai càng phước hạnh, càng kết quả càng hơn, chúng ta cần lắng nghe tiếng của Chúa phán. Vì thông thường khi chúng ta nghe cái từ cầu nguyện đó, thì trước tiên tâm trí chúng ta nghĩ đến một cái thể loại cầu nguyện, chỉ một thể loại nhỏ thôi, đó là xin cho chúng con hôm nay đủ ăn đủ dùng đó. Chúng ta cầu xin cho những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà nó chỉ là một thể loại của sự cầu nguyện. Như tuần rồi chúng ta học, cầu nguyện là ngợi khen, là cảm tạ, là cầu xin, là cầu thai. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta có thể thấy được là cầu nguyện không chỉ có đưa cho Chúa một cái bản danh sách của những nhu cầu của mình, rồi nhào vô là xin, xong rồi chúng ta bỏ chạy. Nhưng mà cầu thai, cầu nguyện còn lớn hơn rất nhiều. Một trong những cái phước hạnh đó, đó là đây là một cái sự thông công liên lạc giữa chúng ta với Chúa. Và tại trong mối thông công tương giao hai chiều này, chúng ta có thưa với Chúa, trình dâng cho Chúa nhu cầu. Và chúng ta cũng có cơ hội để nghe tiếng của Chúa phán, đáp lại cái sự cầu nguyện chúng ta. Chúng ta xin Chúa hướng dẫn, Chúa bày tỏ sự hướng dẫn. Chúng ta xin Chúa Ngài mở đường, Ngài mở đường. Xin Chúa Ngài khai tâm mở trí chúng ta, Chúa khai tâm mở trí. Và vấn đề của chúng ta là xin xong chúng ta cũng phải chịu lắng nghe. Và tôi trong kinh nghiệm bước đi với Chúa 45 năm qua thì tôi thấy một điều là Chúa Ngài giới thiệu cho chúng ta, Ngài đáp ứng nhu cầu cầu nguyện của chúng ta từng bước một. Ngài cho chúng ta một bước, rồi Chúa Ngài chờ đợi xem chúng ta làm gì với cái bước mà Chúa Ngài hướng dẫn đó. Khi chúng ta xong bước thứ nhất, Chúa hướng dẫn chúng ta bước thứ hai. Xong bước thứ hai, Chúa hướng dẫn chúng ta bước thứ ba. Tại vì Đức Chúa Trời luôn luôn đeo đuổi một mối liên hệ. Để Chúa không cho chúng ta hết cái chương trình rồi chúng ta ôm chúng ta chạy thuốc. Chúa muốn chúng ta cứ trở lại. Ngài muốn nghe chúng ta thủ thỉ với Chúa, cầu nguyện với Ngài, tâm sự với Chúa, tương giao với Ngài. Đó là điều Đức Chúa Trời Ngài đeo đuổi. Chứ không chỉ là Chúa như là một ông thần tài, chúng ta chỉ đến chúng ta dâng lên Chúa một mớ những cái sớ để chúng ta dâng lên nhu cầu chúng ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đây là 10 nhu cầu của chúng con, xin Chúa Ngài ban phước rồi chúng ta amen chúng ta bỏ đi. Mà Chúa Ngài muốn chúng ta cầu nguyện,
lắng nghe tiếng Chúa phán. Có những lúc Chúa Ngài yên lặng, Ngài nói rất nhỏ, khiến chúng ta phải đến sát gần Chúa chúng ta mới nghe được. Và đó là mục tiêu của Chúa. Chúa muốn chúng ta gần gũi Chúa càng hơn ở trong ơn của Chúa. Vì Giăng chương 10 câu 17 cho chúng ta thấy chiên ta nghe tiếng ta biết nó và nó theo ta. Câu này hàm ý cho chúng ta biết rằng chúng ta nghe được tiếng của Chúa phán. Chúa biết chúng ta và chúng ta có thể đi theo Chúa. Bởi vì chúng ta biết Chúa và chúng ta nghe được tiếng phán của Ngài. Đức Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta biết vai trò và địa vị của chúng ta là chiên của Chúa, được cái phước hạnh như vậy. Thì chúng ta chắc chắn mọi người chúng ta có thể mong đợi và tìm kiếm cho bằng được là mình phải nghe được tiếng Chúa phán ở trong đời sống của mình. Đừng ngồi đó mà chúng ta thèm thuồng khi nghe một mục sư, một con cái của Chúa rằng cảm ơn Chúa vì hôm nay Chúa phán với tôi điều này. Mình ở trong lòng phân bua, Chúa ơi sao con chưa bao giờ nghe tiếng của Chúa phán. Nhưng mà hãy kiện toàn qua bài học hôm nay, xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta sẽ đi đến chỗ là tất cả chúng ta trong căn phòng này đều sẽ nghe được tiếng Chúa phán. Cầu nguyện với tôi điều đó, thầm nguyện với tôi để anh chị em kinh nghiệm điều này. Bởi vì một khi chúng ta đã nghe được tiếng Chúa phán một lần rồi đó, thì chúng ta sẽ có thể nhận diện được tiếng của Chúa trong những ngày sắp đến. Cái lần đầu tiên là lần khó nhất. Có khi chúng ta phải ngồi yên một chỗ, tập trung lắng nghe. Bởi vì không phải Chúa không phán, nhưng mà tâm trí của chúng ta nó bị trộn rộn. Và tôi thường dùng hình ảnh tâm trí của chúng ta giống như con khỉ truyền cành đó. Nó nhảy chỗ này, nó nhảy chỗ kia, nghĩ đến cái nồi phở chưa tắt, trong lúc cầu nguyện rồi tiền bill chưa trả cái gì đó. Nó lộn xộn trong tâm trí của chúng ta mà chúng ta không tập trung để chúng ta nghe tiếng phán của Chúa được. Thì lần đầu tiên hơi khó, nhưng một khi chúng ta đã nghe tiếng phán của Chúa rồi thì từ đó nó sẽ dễ dàng hơn. Thứ nhất, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời. Chìa khóa để nghe tiếng của Chúa được tìm thấy trong Gia-cơ chương 4 câu số 8 đó. Đây cũng là một lời hứa tuyệt vời. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Đó là chuyện đương nhiên đó. Chúng ta đến gần Chúa thì Chúa Ngài đến gần chúng ta. Thì đây là, nếu mà chúng ta thấy Chúa vẫn ở xa là bởi vì chúng ta không đến gần Chúa. Và khi chúng ta bước một bước đến với Chúa, Chúa Ngài sẽ tiến về phía của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời rất muốn tương giao, rất muốn gần gũi chúng ta. Ngài chờ đợi. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Thứ hai, chúng ta cần nhớ rằng Ngài muốn phán dạy chúng ta. Giăng chương 10 câu 3 đến câu 5 chúng ta nghe lại. Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên của chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ, trái lại chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ. Và đây chúng ta thấy có một cái mối liên hệ rất là đặc biệt. Và những người chăn chiên thì họ biết cái điều này. Và như tôi thường kể với anh chị em ở tại Việt Nam, nhưng mà ở tại quê của tôi đó, thì tôi lại được có cái cơ hội để sống giống như là bên xứ thánh. Về quê của tôi người ta nuôi chiên rất là nhiều. Lý do là bởi vì Tân Châu có một cái đặc sản được gọi là lụa, mà nó là màu đen, đen huyền ấy, gọi là lãnh, Mỹ A, chữ lãnh có nghĩa là đen. Thì nó là những cái tơ lụa mà người ta bắt đầu cái công nghệ này từ cái việc là nuôi những cái con tầm bằng lá dâu để nó ăn, rồi nó nhả tơ, rồi người ta kéo tơ rồi thành ra sợi, sợi dệt thành ra những cái khúc vải, những cái khúc lụa. Mà lụa đó nó chỉ lên màu óng ánh đẹp khi nó được nhuộm bằng trái mặt nưa. Trái mặt nưa là một cái trái mà cũng chỉ ở vùng của tôi mới có, là sát ranh giới của Việt Nam và Campuchia. Có một cái loại cây mà nó cho ra cái trái lớn bằng ngón tay, và khi đập dẹp nó ra, nó tiết ra một cái chất màu đen mà nó trở thành một cái loại phẩm nhuộm mà nó không bao giờ phai. Nhưng mà khi nhuộm xong cái khúc vải rồi đó, phải có chỗ để phơi. Cho nên có những cái cánh đồng mà người ta mở rất là rộng, mà cánh đồng đó cần một cái máy cắt cỏ thật là tốt để nó điều bằng với nhau. Cho nên người ta nuôi nhiều bầy chiên, thả cho nó ăn. Thì nó ngày nào nó cũng đi, nó cắt cỏ điều hết. Nên quê của tôi lại có một cái điều đặc biệt là chúng tôi biết có những cái chuồng chiên, có những người chăn chiên, và chúng tôi cũng quen biết thấy có những con chiên. Thì có một điều đặc biệt anh chị em, khi người ta thả nó ăn chung ở trong một cánh đồng đó, thì nó có thể là 3-4 bầy ở đó. Nhưng mà đến khi giờ chiều mà người chăn gọi chiên của mình để dắt nó về chuồng đó, thì người chăn chỉ lên tiếng thì chiên của ông nào đi theo ông đó. Đó là điều rất là đặc biệt. Bao nhiêu trăm con đó mà nó không có lẫn lộn, không có con này đi qua bầy của người kia. Người chăn chỉ lên tiếng kêu. Có một vài những cái tín hiệu mà người chăn đó lên tiếng
thì nó nghe được tần số âm thanh của người chăn của nó cứ tề tựu, và người chăn đi trước thì bầy chiên cứ thứ đi theo sau. Người ta cất những cái chuồng chiên bằng tre, có những cái tấm bạt ở dưới để người ta lại hứng phân của nó, để bón phân vân vân, đó nó có nhiều lợi ích lắm. Rồi lông của nó thì làm lens để mà đan áo, vân vân. Mà chúng ta biết rằng là sinh hoạt của chiên mà chúng ta nghe nói đến trong thời của Kinh Thánh ở xứ Trung Đông, ở xứ Do Thái, thì tôi cũng được đặc ân để thấy và biết những cái khung cảnh đó. Thì Giăng chương 10 câu 3 đến câu 5 là một điều mà chúng ta có thể thấy rằng chính Đức Chúa Giêsu Ngài sử dụng để nói đến mối quan hệ chúng ta với Ngài. Người chăn biết những con chiên của mình, và bởi vì gần gũi và quen thuộc nó. Giống như chúng ta thấy hình ảnh này để chúng ta dễ hiểu nè. Có những cái đứa trẻ song sinh, người ngoài nhìn thì không biết đứa nào với đứa nào, phải không? Chúng ta như trong hội thánh của chúng ta, con của Nhật với Bông á, Thanh với Vân á, thì cho đến giờ phút này tôi gặp hai đứa nó tôi cũng gọi hết hai tên. Đứa nào nó trả lời thì mình chứ còn không biết được, vì tụi nó rất là giống nhau, rất là giống nhau. Nhưng mà không thể nào cha mẹ của nó mà gặp khó khăn giống như chúng ta. Nhìn một cái là biết đứa nào là Thanh, nhìn một cái là biết đứa nào là Vân. Nhật đang nghe bài này thì chắc là rất là vui trong lòng vì một sự sử dụng hai đứa con và sinh hoạt của gia đình của Nhật để nói đến cái lẽ thật này. Đối với cha mẹ, người ta nhìn và người ta biết, bởi vì gần con của mình đủ. Có nhiều khi họ chỉ điểm cho chúng ta ở trên cái chân mày của nó có một cái, có một cái mục ruồi đó. Một sư nhìn đó là một sư biết. Mình lâu lâu mới gặp nó một lần, hay lần tuần mới gặp nó một lần đó, thì chúng ta không thể nhận diện nó được. Nhưng mà cha mẹ gần gũi chăm sóc nó từ nhỏ cho đến bây giờ, nhìn là biết đứa nào và đứa nào. Thì cái người chăn chiên mà gần gũi với chiên của mình, nó cũng biết con nào với con nào. Có thể lông của nó cũng giống giống với nhau những cái đốm, nhưng mà mỗi con nó có một cái đốm khác nhau. Mỗi con chiên nó có những cái nét khác nhau mà chỉ có người chăn của nó mới biết nó. Rồi cái điều tuyệt vời nữa là những cái con chiên đó thì nó lại biết người chăn của nó. Người chăn lên tiếng là nó sẽ đi theo. Mặc dù có những lúc nó cũng xa bầy, nhưng mà đa phần là chiên khi nghe tiếng người chăn kêu là nó đang lay quay, nó đang ăn cỏ như vậy, đó là nó tìm về cái hướng cái âm thanh của người chăn và nó đến, nó tề tựu để đi theo người chăn. Đó là hình ảnh mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta thấy được rằng Ngài rất muốn phán dạy chúng ta, và Chúa Ngài cho chúng ta biết tại đây là chúng ta có khả năng để nghe được tiếng phán của Ngài khi chúng ta ở gần Chúa. Khi chúng ta gần gũi, quen thuộc với tiếng phán của Chúa. Chúa phán với chúng ta qua Thánh Linh. Ở đây cũng là một điều mà chúng ta cần nhớ. Chúa Giêsu gọi Thánh Linh là đấng cố vấn hay là counselor. Cái từ cố vấn xuất phát từ tiếng Hy Lạp, đó là chữ parakletos. Đây là một cái nghĩa đen, đó là người được kêu gọi bên cạnh để giúp đỡ. Khi có cái nhu cầu thì cái người này được mời đến đứng ở bên cạnh để giúp đỡ. Thì cái nghĩa của nó, cái chữ parakletos có nghĩa là người an ủi, người củng cố, người giúp đỡ, người cố vấn, người biện hộ, người thay mặt để lên tiếng, là một đồng minh. Thì parakletos trong hình ảnh của xã hội của người La Mã, thì đây là chữ của tiếng Hy Lạp để chúng ta biết. Khi một đoàn quân họ đi ra và trong cái trận chiến đó họ bị thua nặng, chúng ta hình dung là tinh thần chiến đấu của họ xuống thấp. Họ không thể nào cầm gươm để chiến đấu được nữa, bởi vì tinh thần của họ bây giờ là nó bị lụng bại rồi. Thì trong những trường hợp như vậy, có những cái chuyên viên được mời đến, được gọi là parakletos. Người đó đến và trong cái cách của mình có thể động viên tinh thần để những người lính chiến đã nhục chí vì cái trận vừa rồi mình thua một cách gọi là bị đánh tơi tả đó, bây giờ lại có thể hăng hái chiến đấu được. Đó là công tác của parakletos. Và Chúa Thánh Linh, Ngài cũng có thể làm công việc đó. Khi tinh thần của chúng ta thấy rằng nó đi đến cái chỗ xuống thấp vì những khó khăn, vì những cái thách thức ở trong đời sống, hay là có những khi chúng ta vấp ngã và chúng ta lại mặc cảm với Chúa, thì chúng ta không thấy mình xứng đáng, không thấy mình còn có cái gì để có thể tấn tới ở trong cái công việc của Chúa. Thì Thánh Linh của Chúa có thể được mời đến, Ngài có thể đến với chúng ta trong giây phút đó, và Ngài có cái ngôn ngữ đặc biệt của Ngài, cái cách của Ngài để động viên tinh thần của chúng ta. Ngài có thể củng cố tinh thần của chúng ta, Ngài có thể an ủi chúng ta. Cho nên bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta không dùng là Ngài là đấng cố vấn, nhưng mà dùng là thần yên ủi. Là một trong những nghĩa thôi, chứ không phải là tất cả những nghĩa của chữ parakletos này. Đừng bao giờ sợ đặt lòng tin vào tiếng phán của Thánh Linh.
Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa. Và khi chúng ta xin Chúa Ngài phán với chúng ta, thì chúng ta có thể tin là Chúa Ngài sẽ phán. Và một khi chúng ta nhận được tiếng phán của Chúa, thì chúng ta sẽ nắm bắt và chúng ta thực hiện đúng theo như Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta. Nên đừng sợ, Chúa Ngài sẽ làm việc với chúng ta. Như trong tinh thần khi nãy tôi nhắc, Phi-rơ ông xin Chúa một công việc rất táo bạo. Nếu đó là thầy, xin cho tôi đi ở trên mặt nước và đến với thầy. Giê-xu nói hãy đến. Và ông bước đi ở trên mặt nước đến với Chúa. Nhưng mà chúng ta biết là ông đã chi phối vì ông thấy sóng gió lớn. Ông chìm xuống, ông kêu là Chúa Ngài cứu ông liền. Trong tôi tin rằng những việc chúng ta thực hành sử dụng ân tứ của Chúa cũng như tập tành trong sự hầu việc Chúa đó, Chúa đứng ngay bên cạnh chúng ta. Ngài là Paracletos của chúng ta. Khi chúng ta kêu cứu, khi chúng ta xin Chúa giúp đỡ, Ngài sẽ giúp đỡ. Và tối hôm nay, nếu anh chị em nghe thì tôi cầu nguyện xin Chúa gia ân điển một cách đặc biệt vì có những người chưa bao giờ nghe tiếng phán của Chúa. Thì tôi tin rằng tối hôm nay Chúa Ngài gia ân điển một cách đặc biệt và Ngài hành động với chúng ta tại đây. Tự nhiên trong lúc anh chị em nghe tôi chia sẻ huấn luyện, anh chị em sẽ thấy được mở ra cho chúng ta, thắt những cái gút được mở ra và chúng ta bắt đầu sẽ đón nhận được ở trong ơn của Chúa. Đức Thánh Linh Ngài hoàn toàn là hình ảnh của Chúa, bởi vì Ngài là Chúa ngôi thứ ba. Ngài bày tỏ những cái lẽ thật và tôn vinh, làm vinh hiển Đức Chúa Giê-xu. Thì khi chúng ta đón nhận công tác của Ngài đó, thì chúng ta nhớ một điều đó là Ngài không bao giờ vận hành ngoài những cái chiều kích đó. Cho nên đừng sợ. Đức Thánh Linh Ngài luôn hòa hợp với lời của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng cái cách chính mà Đức Chúa Trời có thể phán với chúng ta đó, thì qua Kinh Thánh. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời đã viết thành văn tự cho chúng ta. Chúng ta cần biết rõ Kinh Thánh chừng nào, chúng ta cần biết rất nhiều về ý của Chúa rồi. Ý của Chúa đã bày tỏ thành ra lời đã chép cho chúng ta. Đó là cái việc chính. Mặc dù vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có thể trực tiếp phán với lòng của chúng ta. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta những điều khác hơn từng câu chữ trong Kinh Thánh, nhưng không bao giờ mâu thuẫn Kinh Thánh. Bởi vì lời đã chép thành văn tự và lời mặc khải Rema của Chúa luôn luôn là yểm trợ với nhau, không bao giờ mâu thuẫn với nhau. Nếu nó mâu thuẫn là chúng ta biết rằng không đến từ Chúa. Đó cũng là cái cách để giúp cho chúng ta đừng sợ. Bởi vì khi chúng ta biết Kinh Thánh, chúng ta có thể phân biệt được tiếng phán của Chúa hay là đó là tư tưởng của tấm lòng của con người của chúng ta. Đức Thánh Linh là bạn của chúng ta. Người được gọi đến để đi bên cạnh chúng ta và giao tiếp, tương giao với chúng ta, trò chuyện với chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, bạn thì sẽ tâm tình với chúng ta. Và khi chúng ta mời chúng ta kháng kích với Ngài thì chúng ta có thể biết chắc là Ngài sẽ phán với chúng ta. Việc nghe tiếng Chúa nên là một cái việc bình thường xảy ra hàng ngày khi chúng ta dành thời giờ với Ngài. Đây không có gì đặc biệt. Bởi vì Chúa Ngài đã định như vậy. Cho nên chúng ta đừng xem nó là ô có những người được ơn đặc biệt gì đó thì họ mới nghe được tiếng phán của Chúa. Không. Nếu chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta phải nghe và quen với tiếng của Chúa. Đó là cái điều đương nhiên phải xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta thường xuyên nghe được tiếng phán của Chúa, khi chúng ta dành thời giờ với Ngài, qua cái việc chúng ta cầu nguyện, hoặc việc chúng ta đọc lời của Chúa, thì khi chúng ta cầu nguyện, nhớ là không chỉ nói mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng dành thời giờ để lắng nghe. Là Chúa, xin Chúa hướng dẫn cho con điều này, con cần sự hướng dẫn từ nơi Chúa. Rồi đừng lướt qua một cái đề tài kế tiếp, cái nhu cầu kế tiếp, nhưng mà dừng lại nghe xem Chúa nghe nói gì với mình mới hỏi, thì để chờ để Chúa nghe phán với mình. Và Chúa thường là Ngài đáp ứng liền. Nhưng mà vì chúng ta không có mong đợi, cho nên Chúa phán thì chúng ta, bây giờ mình đã qua đề tài khác rồi, qua cái nhu cầu khác rồi, cho nên mình lại không nghe tiếng của Chúa phán. Anh chị em, có bao giờ mình nói chuyện với những người mà như vậy không? Họ hỏi mình mới mở miệng ra, mình chuẩn bị, mình nói thì họ lại đưa một vấn đề khác. Họ sang đề tài khác. Rồi họ nói, muốn hỏi nhưng mà mình vừa mới muốn trả lời họ đến cái đề tài thứ ba. Thì những người như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà họ có một chút họ xoay qua, nói, nãy giờ hỏi sao không nghe mục sư trả lời đó, thì tôi có thể nói rằng thường là trong bụng mình nói mình cục hứng mất rồi. Tại vì nãy giờ muốn nói nhưng mà họ có bao giờ chịu nghe đâu. Thì cũng vậy anh chị em, nhiều khi chúng ta xin Chúa, chúng ta chuyện 1, chuyện 2, chuyện 3, mà chúng ta nói lại Chúa xin bày tỏ ý muốn của Ngài cho con trong việc này, thì chúng ta hình dung Chúa Ngài đang chuẩn bị giải bài cho chúng ta, thì chúng ta đã nhảy qua chuyện khác. Vì chúng ta không mong đợi rằng Chúa Ngài sẽ phán và mình sẽ nghe được tiếng phán của Chúa. Nhưng mà qua bài học hôm nay,
tôi kêu gọi và tha thiết kêu gọi anh chị em là chúng ta đổi cái cách chúng ta cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói nhiều lắm, mà lắng nghe không có bao nhiêu. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ dành thời giờ có nói với Chúa mà cũng nghe Chúa phán, chờ đợi Chúa ngày phán với chúng ta. Như hình ảnh của người đầy tớ gái đứng bên cạnh bà chủ của mình, chờ đợi, nghe lệnh của bà chủ, phục vụ, chờ đợi. Và chữ chờ đợi, ở trong tiếng Anh như tôi đã chia sẻ với anh chị em cách đây 2 tháng, thì ai trông đợi, ai chờ đợi Đức Sơ Va thì nấy được sức mới đó. Thì cái chữ đó cùng một chữ với cái người bồi bàn đó. Nếu chúng ta vào một cái cửa tiệm sang, thì chúng ta thấy một người mặc tuxedo đàng hoàng như anh chị em, rất là formal, trải một cái khăn màu trắng ở trên tay của mình, đứng ngay bên cạnh bàn của chúng ta và chờ đợi. Họ nhìn thấy nước đá ở trong cái ly của chúng ta vừa mới tan, họ gấp những nước đá khác họ bỏ vào. Họ thấy cái ly của chúng ta, nước trà của chúng ta uống mà nó hơi cạn gần đến phần nữa, họ châm thêm vào. Đó là cái người bồi bàn của những cái cửa tiệm gọi là sang trọng. Thì cái chữ trong đợi Chúa cũng giống như vậy đó. Tức là chúng ta đứng ở bên cạnh Chúa và chờ đợi. Chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta lắng nghe, chúng ta chờ đợi Chúa ngày hướng dẫn chúng ta. Thì cái chữ trông đợi đó không phải là chúng ta ngồi đó, là chúng ta trông đợi Chúa. Nhưng mà chúng ta chầu trực đứng bên cạnh Chúa. Như Habacuc nói rằng ông chôn chân nó đùng lũy rình xem Chúa ngày phán điều gì. Và suy nghĩ xem mình sẽ trả lời với những điều Chúa ngày phán như thế nào. Cái chữ rình ở tại đây đó là chúng ta thấy rằng phải để ý kỹ lắm. Để nghe tiếng của Chúa phán. Chờ đợi Chúa ngày sẽ phán và ngày sẽ hướng dẫn chúng ta. Nghe tiếng Chúa là một cái việc rất là quan trọng. Lắng nghe rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta muốn Chúa ngày ban cho chúng ta những sự ban cho, những món quà, nhưng mà chúng ta lại không muốn tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng cái đó chỉ là con nít làm như vậy. Mà người lớn thì chúng ta trưởng thành, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào chạy đến xin Chúa mấy viên kẹo rồi bỏ chạy mất. Và chúng ta biết rằng Chúa ngày muốn trò chuyện với chúng ta, Chúa muốn có thời giờ với chúng ta. Làm thế nào để biết đó là Thánh Linh hay là không? Hãy tự hỏi bản thân, giọng nói dẫn dắt bạn nhẹ nhàng hay là ra lệnh và gai gắt? Chúa có một cái cách nói của Ngài mà kinh nghiệm của tiên tri Eli cho chúng ta thấy. Đó là sấm sét, động đất, gió thổi, nhưng mà không có Đức Giê-hô-va trong đó. Nhưng mà rồi thì khi Đức Giê-hô-va nghe phán, một cái tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Không phải lúc nào Chúa nghe cũng phán như vậy, mà đa phần Chúa nghe phán như vậy. Tiếng phán của Ngài nghe rất êm dịu, nhỏ nhẹ, nhưng mà không phải là yếu điệu. Êm dịu, nhỏ nhẹ ở trong cái tinh thần, một cái tiếng rất là thân mật, thân thương với chúng ta. Nó khác với lại cái tiếng ra lệnh gai gắt. Thì chúng ta cần để ý đến học, kinh nghiệm, để chúng ta có thể nhận diện được tiếng của Chúa dễ hơn. Tiếng Chúa nhẹ nhàng hướng dẫn, khuyến khích và ban cho chúng ta hy vọng. Chúng ta nghe, nếu mà là tiếng phán của Chúa đó, thì không thể làm cho chúng ta tuyệt vọng được. Vì Chúa ngày đến để Ngài nâng đỡ, khích lệ và giúp đỡ cho chúng ta. Chúa dẫn dắt, còn Satan thì nó xúi dục. Dẫn dắt với xúi, hai cái nó như thế nào anh chị em? Anh chị em phân biệt được không? Khi có tiếng nói dẫn dắt của chúng ta, thì tiếng phán của Chúa mở cho chúng ta những cánh cửa, chỉ cho chúng ta những bước. Còn Satan nó xúi, làm đi. Cứ bước vào, làm đi. Và chúng ta thấy có một cái tiếng xúi dục, thì chúng ta biết nó đến từ Satan. Còn cái tiếng của Chúa đó, thì Ngài luôn là tiếng dẫn dắt chúng ta. Đây là điều con nên làm. Chúng ta nghe cái tiếng ngoài phía sau chúng ta, này là đường phải đi, việc phải làm, đến xem. Đó là cái tiếng dẫn dắt của Chúa. Còn Satan thì nó cám dỗ, nó xúi dục chúng ta. Nên chúng ta cần để ý. Chúa thì thuyết phục, Satan thì nó thúc, nó kéo chúng ta. Chúa Ngài luôn luôn Ngài bày tỏ cho chúng ta một công việc. Rồi dường như Chúa Ngài chờ đợi để xem chúng ta quyết định làm hay là không làm. Chúa không bao giờ áp đặt ở trên chúng ta. Và khi tôi quen thuộc với tiếng phán của Chúa, đây là một trong những điều mà tôi nhận biết. Chúa dường như Ngài đến, Ngài trình bày cái vấn đề với chúng ta xong rồi Ngài mời chúng ta đón nhận, bước vào. Chúa không bắt chúng ta. Satan thì nó thúc, nó kéo chúng ta. Chúa thì Ngài cáo trách và tha thứ. Còn Satan thì nó lên án và nó mang đến mặc cảm tội lỗi. Hai cái lối dài con của người Tây Phương, của người Mỹ và người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta có thể thấy rõ, một đằng là cáo trách, một đằng là lên án. Tại vì văn hóa của người Việt Nam chúng ta, bao nhiêu thế hệ không có được tin lành của Chúa, chưa soi sáng và chưa làm sáng đất nước quê hương của chúng ta.
Cho nên chúng ta còn ảnh hưởng của ma quỷ rất là nhiều. Luôn cả vấn đề chúng ta dạy con cái. Khi con của người Mỹ mà chúng tôi lập gia đình ở tại đây và nuôi con ở tại nước Mỹ này đó, thì khi con làm một cái việc sai thì chúng tôi nói rằng con làm cái đó sai, cái việc con làm nó xấu, chứ không phải sao mà mày hư quá nhờ mày. Thì chúng ta thấy đó là chúng ta tấn công vào trong vấn đề, chúng ta cáo trách để nó được có cái cơ hội nó ăn năn. Đó là cái cách của Kinh Thánh. Đức Thánh Linh Ngài cáo trách chúng ta. Ngài nói rằng con ơi, con làm cái điều đó sai. Chứ không nói con như vậy mà con nói con là cơ đốc nhân, con là con cái của Đức Chúa Trời. Không, không phải tiếng phán của Đức Thánh Linh. Đó là tiếng của ma quỷ đó. Mày coi kìa, phạm tội như vậy mà còn gác cái mặt đi nhà thờ hả? Bỏ Chúa đi cho rồi. Nó lên án chúng ta, nó cám dỗ chúng ta phạm tội, xong nó đạp chúng ta xuống. Cha mẹ Việt Nam chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta cũng mắng con như vậy. Hư hỏng. Tao mà biết đẻ ra mày mà mày hư như vậy, tao đẻ cái trứng tao luộc ăn còn tốt hơn. Nuôi con heo á là còn có thể bán nó được kiếm tiền, còn nuôi mày đó là không có được lợi ích gì hết. Con nó đâu có làm cái gì nhiều, nó chỉ có một cái lỗi lầm của nó, có thể nó cũng không phải là cố tình nữa. Nhưng mà cha mẹ thay vì cáo trách để nâng con của mình lên cho nó thay đổi thì đạp xuống. Mà có nhiều người còn nói ngủ xuống mà đứa nó ngóc đầu trở lên lại được đó, nó mới nên người. Rồi nói còn đạp rồi nó nằm sát dán luôn suốt đời của nó làm sao. Hai tiếng khác nhau. Chúa Thánh Linh thì Ngài hướng dẫn chúng ta, Ngài cáo trách rồi Ngài bày tỏ cái sự tha thứ của Ngài. Còn Satan đó, chúng ta biết rằng tiếng của nó là khi nó lên án chúng ta, nó mạ lị chúng ta, rồi nó xúi chúng ta thôi bỏ Chúa luôn đi, không có cái lời khích lệ và kéo chúng ta trở lại. Thánh Linh thì Ngài làm công việc ngược lại hoàn toàn. Ngài cáo trách và Ngài tha thứ. Đức Chúa Trời không bao giờ dùng sự sợ hãi để thúc đẩy khi Ngài phán dạy. Có nhiều người nói rằng ồ, tiên tri ở trong Cựu Ước là mình phải gọi là giảng cho người ta gọi là tối mặt mũi luôn, tội lỗi là Chúa Ngài sẽ trừng phạt vân vân. Lý do là bởi vì họ đã cố tình phạm tội nhiều ngày tháng, không chịu ăn năn. Chúa Ngài sai một tiên tri đến để cảnh cáo họ. Ngày hôm nay thì chúng ta trong Tân Ước đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài không bao giờ sử dụng để làm cho chúng ta hay là cho chúng ta cái linh sợ hãi. Nhưng mà trong Chúa thì Ngài cho chúng ta linh của mạnh mẽ, tình yêu thương và tự chủ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ Đức Chúa Trời Ngài phán dạy như thế nào? Cựu Ước đó, thì Ngài phán qua các tiên tri như là Môi-se, như là Ê-sai, như là Giê-rê-mi. Các tiên tri đó thì Chúa Ngài phán với họ qua chiêm bao, qua những câu đối, những cái biểu tượng và ráp lại để có ý nghĩa. Nên chúng ta thấy như tiên tri Ô-se, Chúa bảo đi cưới cái người đàn bà ngoại tình đó, kéo nàng trở về phục hồi nàng. Thì tiên tri Ô-se phải làm công việc đó. Nó là những cái biểu tượng để nói đến tuyển dân của Chúa, vợ của Ngài là dân Israel đã bỏ Chúa. Và Chúa Ngài muốn kéo lại trong sự phục hồi. Cựu Ước thì Chúa Ngài phán qua các tiên tri, Ngài phán qua chiêm bao, Ngài phán qua những hình ảnh. Đặc biệt Môi-se thì Chúa Ngài phán mặt đối mặt, không dùng những câu đối cũng như là những cái giấc chiêm bao. Cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta ở trong Tân Ước thì chúng ta được cái phước hạnh như Môi-se đã từng được. Đó là bây giờ chúng ta có thể nghe Chúa phán một cách trực tiếp với chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Giăng chương 14 câu 16 17, ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng yên ủi khác để ở với các con đời đời. Cảm ơn Chúa, Ngài ở với chúng ta đời đời. Cựu Ước khi người ta được một cái công tác, một cái trọng trách, một cái sự kêu gọi của Chúa thì Chúa Ngài đổ thần của Ngài trên người đó. Sau khi công tác xong, thần của Chúa đi. Họ phạm tội, thần của Chúa lìa khỏi họ. Nhưng mà Tân Ước thì chúng ta cảm ơn Chúa tại đây, Ngài sẽ ban cho các con một đấng yên ủi khác để ở với các con bao lâu anh chị em? Đời đời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta nhờ giao ước của huyết Đức Chúa Jesus chúng ta được cái phước hạnh này. Tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận được. Vì không thấy và không biết Ngài, nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ngài đang ở với chúng ta và đang ở trong chúng ta, sẽ ở trong chúng ta. Như vậy chúng ta nghe thấy Đức Thánh Linh theo nhiều cách khác nhau. Bằng hình ảnh, bằng âm thanh, hoặc là chúng ta có thể cảm nhận một ấn tượng nào đó. Trong một số trường hợp chúng ta nghe thấy Ngài qua những giấc mơ. Và một điều chung là chúng ta thấy rất là thú vị, đó là Chúa thường bắt đầu bằng tiếng nói yêu thương của Ngài. Ta đây, con đừng sợ. Hay là con yêu dấu của ta. Hay là người mà ta đẹp lòng.
có những cái từ ngữ rất là thân thương mà Chúa Ngài nói với chúng ta. Mà trở lại anh chị em, Chúa Ngài phán với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Và một trong những điều mà chúng tôi thường nghe Chúa Ngài phán, đó là Ngài cho những hình ảnh. Sư Brandon Lacy, khi mà ông tiếp xúc với chức vụ tôi, chúng tôi trao đổi một lúc, ông nhìn, ông nói rằng tôi ở tại New Zealand, ông ở tại Houston, Texas, ở đây mà Đức Chúa Trời dạy giống nhau. Cho nên ông không muốn bất cứ một người nào thông dịch cho ông hết đó, bởi vì ông nói rằng tôi phải bỏ gần như là nửa cái cuộc đời của mình để xây dựng những cái từ ngữ mà chỉ có người kinh nghiệm rồi đó mới có thể hiểu được. Ông dùng cái hình ảnh khi chúng ta cầu nguyện và Chúa Ngài phán. Chúng ta còn nhớ trong cái bài huấn luyện của ông đó, nếu có một sư nói rằng tối hôm qua tôi cầu nguyện và Đức Chúa Trời Ngài phán với tôi và ông kể cho chúng ta một đọc dài một cái sứ điệp, ông nói một sư đó, một là ông nói tắt, hay là thật sự ông muốn nghe tiếng của Chúa phán. Vì Đức Chúa Trời Ngài không có phán với chúng ta dài như vậy, chỉ trừ ra Ngài phán với Môi-se mặt đối mặt, như là một người bạn nói chuyện với người bạn. Đa số chúng ta như các tiên tri, Chúa phán với chúng ta qua chiêm bao, Ngài phán với chúng ta qua những hình ảnh của những câu đối đó anh chị em. Thì Chúa Ngài thường, ông dùng cái hình ảnh đó là Chúa Ngài cho chúng ta những cái hình ảnh nó lé lên trong tâm trí của chúng ta. A flashing picture. Chúng ta cầu nguyện, nhìn chúng ta thấy cái hình ảnh nó lé lên trong tâm trí của mình. Như tôi cầu nguyện cho một người, tôi thấy một cái hình ảnh nó lé lên trong tâm trí. Một cái chiếc tàu cấp cứu bên cạnh một cái chiếc thuyền, du thuyền rất là lớn. Tôi hỏi Chúa điều này có gì? Chúa nói rằng cứ nói cho người này. Tôi nói rằng khi tôi cầu nguyện cho cô, thì tôi thấy có một cái thuyền nhỏ để cấp cứu đó, và một cái du thuyền rất là lớn. Cô lăn ra cô khóc. Cô nói làm sao một sư biết được cái điều này? Tại vì sáng hôm nay tôi đi vào trong cái tiệm bán vàng, tôi thấy một cái người ta trưng ở trong một cái hộp kính, một cái chiếc du thuyền rất là lớn và mấy cái thuyền nhỏ để cấp cứu người nếu mà trong cái trường hợp thuyền bảo hộ đó. Thì tôi nói ở trong lòng rằng Chúa ơi, những người khác thấy cơ ngơi, cơ sở làm ăn của con, đời sống của con, họ tưởng là con giống như cái du thuyền này nè. Nhưng mà con thật sự là cái thuyền nhỏ này. Tại vì con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và không thấy sự gần gũi của Ngài. Cô đang kể như thiên linh của sực tỉnh của nó, ồ, sao mà sẽ biết? Khi cầu nguyện cho cô, Chúa cho tôi hình ảnh đó. Phần của tôi thì bám theo Chúa và đặt câu hỏi với Chúa là Chúa điều này có nghĩa gì? Thì Chúa Ngài cho tôi hiểu cái ý nghĩa. Đó là người chị em này có một cái mặc cảm là Chúa đã bỏ mình rồi. Mình đang ở trong một cái vị trí cổ nhìn chính mình như là một cái thuyền bảo hộ nhỏ thôi. Thì tôi chia sẻ điều đó thì cổ khóc rất là nhiều. Cô nói rằng đây là điều mà em rất cần đến. Chúa cho được thấy điều đó. Hình ảnh khác mà tôi có thể kể cho anh chị em suốt ngày luôn. Nhưng mà những cái hình ảnh mà tôi chia sẻ thì anh chị em biết những con người này. Cho nên nó có tính cách chúng ta có thể kiểm chứng được đó. Đó là một nhân viên mà ông Lê Nẩm đã dẫn đến hội thánh. Một người khác, chúng tôi cầu nguyện cho. Thì khi cầu nguyện thì tôi thấy mấy cái lượng vàng nó đang treo lủng lẳng ở trên trước mặt tôi. Tôi hỏi Chúa là Chúa điều này có nghĩa gì? Cứ nói cho cái cô này. Thì tôi nói rằng khi mà một sư cầu nguyện cho con á, một sư thấy có mấy cái lượng vàng nó đeo lủng lẳng ở trên. Cô nói, ô, Chúa tha thứ cho con tưởng là con đã giải quyết cái việc này rồi, xin Chúa Ngài tha thứ. Thì cậu mới kể lại, đó là lúc mà cậu làm ở trong một cái văn phòng mà người ta đăng ký để đi vượt biên cái thời đó. Thì khi muốn mà vô được nói chuyện với người ở bên trong đó, cậu ngồi mấy cái bàn ở ngoài đó, là người ta phải đút tiền cho cậu rất là nhiều. Và nguyên cái chỗ cái văn phòng đó là phải đồng ý với nhau hết là mình sẽ nhận những cái số tiền này. Mà thời đó thì người ta đi vượt biên ấy, thì người ta đã phải gom góp của cải tài sản mình cho nó gọn gàng để xách đi đó, là người ta đã đổi ra vàng hết rồi. Cho nên nói chuyện toàn là lượng vàng không à. Và cô nói rằng khi mà nhận được, và có nhiều khi biết là nhận tiền của họ, nhận vàng của họ đó, nhưng mà họ không có cái giấy tờ gì chính thức để đi, họ sẽ gặp cái sự khó khăn. Là cô nói rằng cô mặc cảm luôn về chuyện đó. Rồi có một lúc cậu đã đem tặng rất là nhiều vàng giúp cho những cái chỗ của cô Nhi, những cái chỗ trẻ em nghèo. Rồi cô nghĩ rằng cậu đã giải quyết được điều đó. Không ngờ rằng Chúa cho tôi thấy những điều đó. Thì cậu biết rằng Chúa thấy, Chúa biết hết tất cả mọi mặt của đời sống của con. Thì cậu nói như thế này, hôm nay thì xin một sư giúp cho em cầu nguyện tin Chúa. Và em đã nghe về Chúa rất là nhiều, mà nói rằng hãy đặt đức tin nơi Chúa, em không thể nào có cái đức tin gì để đặt. Thì hôm nay em biết rằng Chúa biết hết tất cả mọi việc trong đời sống của em. Bởi vì làm sao một sư biết cái chuyện này nhiều năm về trước, mà nó nằm trong tấm lòng của em bao nhiêu năm nay,
và Chúa cho mục sư lại nói những điều đó ra. Anh chị em thấy khi Chúa phán với chúng ta thì có những hình ảnh nó lóe lên trong chúng ta, có những cái chữ được lóe lên trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta nghe mục sư Sam cũng kể nhiều chuyện và những người mà nghe được tiếng phán của Chúa có thể, nhất là trong cái lĩnh vực những cái hình ảnh hay là những cái chữ nó được lóe lên ở trong tâm trí, và chúng ta bám theo Chúa để hỏi Chúa điều này có nghĩa gì, và chúng ta sẽ nghe Chúa ngài giải thích thêm cho chúng ta, chúng ta ráp lại, chúng ta hiểu được cái sứ điệp hay là việc này chúng ta phải cầu nguyện như thế nào cho người mà chúng ta đang cầu thai cho. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Những cái cản trở để nghe Thánh Linh của Chúa, chúng ta đi nhanh, chúng ta thiếu đức tin và không tin rằng ngài muốn nói chuyện với chúng ta. Xin tối hôm nay chúng ta nếu quên hết, nhớ một điều là Đức Chúa Trời rất muốn phán với chúng ta. Chúa không phải chơi cái trò chơi gọi là làm khó, làm eo với chúng ta đâu. Ngài rất muốn phán với chúng ta. Cho nên hãy có đức tin về việc đó. Có thể chúng ta chất chứa sự cố chấp ở trong lòng. Nếu chúng ta không tha thứ cho những người lân cận, chúng ta cố chấp, có thể đó là cái ngăn trở khiến cho chúng ta không còn nghe được tiếng phán của Chúa. Bởi vì cái sự tha thứ của tấm lòng của chúng ta đó, nó như là một cái cửa mở ra để tha thứ cho người khác, thì cũng mở cho sự tha thứ của Chúa cho đời sống chúng ta. Chúng ta đóng lại thì chúng ta đóng luôn. Chúa Giê-xu nói nếu chúng ta không tha thứ cho người ta thì cha chúng ta trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta. Cho nên đừng cố chấp phóng thích những người đó bằng cách công bố sự tha thứ ở trên họ để chúng ta cũng được tự do. Nếu như vậy thì chúng ta có thể cầu xin Chúa dò xét tấm lòng của chúng ta, cho chúng ta thấy chúng ta có gì ở trong đó. Có nhiều khi chúng ta quên là chúng ta không biết được. Đó lý do tại sao tác giả của Thi Thiên 139 câu 23-24 nói: Đức Chúa Trời ơi, xin tra xét con và biết lòng con, xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con, thử xem con có lối ác nào không, mà dẫn con vào con đường đời đời. Có những lúc có thể chúng ta thiếu sự hiểu biết, chúng ta nghĩ rằng cái đó không phải là tội, nhưng mà đối với Chúa là tội. Thì chúng ta xin Chúa ngài tra xét tấm lòng chúng ta, ngài chỉ ra cho chúng ta, vì chúng ta không muốn những điều đó ngăn trở giữa chúng ta với Chúa. Thi Thiên 51 câu 10: Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Nếu tấm lòng của chúng ta mà nó không được trong sạch thì nó có thể ngăn trở chúng ta nghe tiếng phán của Chúa, ăn năn tội, trở lại mối liên hệ tốt đẹp với Chúa. Chúng ta lại nghe tiếng phán của Chúa cho chúng ta một cách rất là dễ dàng. Đây là lý do tại sao đại hội hay là trại hay là những cái chương trình bồi linh đặc biệt, chúng ta nghe tiếng của Chúa phán rất là dễ. Tại sao? Vì chúng ta có chuẩn bị, chúng ta có ăn năn trước khi chúng ta bước vào trong chương trình của đại hội. Lúc bây giờ lòng của chúng ta đã được rửa sạch, lương tâm của chúng ta cũng được nước lời của Đức Chúa Trời rửa cho nó sạch, thì rất là dễ để chúng ta nghe tiếng phán của Chúa. Những ngày khác thì chúng ta nhại giận, chúng ta chứa chấp những điều trong tấm lòng của mình mà ngăn trở cái sự liên hệ của Chúa. Nên chúng ta xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thay đổi. Chúng ta có thể cảm thấy mình không đủ tốt hoặc là không xứng đáng để nghe tiếng của Chúa phán. Ở trong công vụ chương 4, câu 7 cho đến câu số 9, thì chúng ta để ý đến câu chuyện của người đàn bà Samari. Nếu nói rằng một cái người mà có một cái quá khứ không tốt đó, thì cái bà này là hội đủ điều kiện đó. Bởi vì bà đã có 5 ông chồng. Rồi bây giờ cái ông thứ 6 mà bà đang sống thì cũng chắc bà mệt đúng không? Bà nói thôi đám cưới làm chi cho nó mệt nữa. Tại vì năm ông là đã ly dị hết năm rồi, giờ cái ông thứ 6 này thôi ở chung cho rồi. Và chúng ta biết trong xã hội, trong thế giới, nhất là trong nước của người Israel, thì đây cũng là điều không thể chấp nhận được. Và như vậy, bà vẫn được Chúa dùng. Bà là người đàn bà Samari, bị người Do Thái coi dân ngoại là đồ chó. Bà là một cái người phụ nữ. Mà trong xã hội lúc bây giờ đó anh chị em, nếu chúng ta nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng người Do Thái đó, họ xem phụ nữ như là không có linh hồn. Họ chỉ là nửa con người so với là đàn ông mà thôi. Tại đến như vậy đó. Và phụ nữ không được tính ở trong những cuộc điều tra dân số. Chúa quá bánh đại 5.000 người ăn, chúng ta còn nhớ không? Chỉ kể có 5.000 người đàn ông, không có tính đàn bà với con nít. Nhiều người đàn ông Do Thái, họ cảm ơn Chúa vì họ được sanh ra không phải là đàn bà, không phải là phụ nữ. Tại đến như vậy. Tôi dẫn chứng điều này để chúng ta thấy ở trong cái văn hóa, trong cái khung cảnh, trong cái thời điểm đó mà Chúa ngài sử dụng người đàn bà Samari này, ra chúng ta đừng ngại là mình không tốt đủ
Không ai trong chúng ta tốt đủ, chỉ có nhờ ơn của Chúa khiến cho chúng ta đủ điều kiện. Và Chúa, Ngài là đấng yêu thương chúng ta, Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Chúng ta có thể bị cản trở nếu lòng của chúng ta chai đá vì vô tính. Xin Chúa cho chúng ta mềm mại, lắng nghe. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta khi nghe tiếng của Chúa phán, chúng ta đáp ứng lại liền. Nhạy bén anh chị em. Bởi vì có thể ai đó trong chúng ta đã từng nghe tiếng Chúa phán rất rõ. Nhưng mà rồi những ngày gần đây mình cầu nguyện không nghe tiếng Chúa phán nữa. Cái lý do có thể là chúng ta đã chai lì đối với lời của Chúa. Ngài biểu chúng ta làm cái gì đó, chúng ta không thích lắm, cho nên chúng ta lần lửa chúng ta không làm. Nhớ nguyên tắc mà tôi chia sẻ với anh chị em, Đức Chúa Trời Ngài hướng dẫn chúng ta bước thứ nhất, và Ngài chờ đợi chúng ta hoàn tất bước thứ nhất. Nhưng mà đến với Chúa, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta bước thứ hai. Nếu chúng ta không làm xong bước thứ nhất mà chúng ta đòi Chúa Ngài bày tỏ bước thứ hai, thì chúng ta thấy Chúa Ngài bảo chúng ta trở lại làm xong bước thứ nhất đi rồi con có thể nhận được sự chỉ dẫn cho bước thứ hai. Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thấy sự hướng dẫn của Chúa như vậy. Chúa hướng dẫn từng phần một. Tôi bước qua cái cánh cửa cơ hội đó thực hiện. Đến bước đó Chúa mở cái bước kế tiếp. Có nhiều khi từ cái bước thứ nhất sang chuẩn bị để nhận cái bước thứ hai, mình không biết mình làm cái gì ở đây. Như tôi chia sẻ với anh chị em, khi tôi đáp lại cái lời mời của tổ chức mạng lưới cầu nguyện của Đông Nam Á, thì rất là gấp trong vòng 2 tuần lễ. Cho nên cái vé máy bay tôi phải trả là hơn 3.000 đô la. Tôi nói, ủa, Chúa ơi, con đi về Việt Nam làm cái gì? Có xứng đáng hay không mà con phải trả và đi gấp và phải trả một cái tiền vé nó mắc như thế này? Nhưng mà đến khi về tới nơi, rồi mới biết rằng mình đã được Chúa Ngài sử dụng. Nếu ngày hôm đó không có một thuyền nhân đã từng bị ngược đãi, thì cái buổi cầu nguyện đó nó không được phước hạnh như vậy. Vì vậy như Đức Chúa Trời Ngài đã tuyển chọn, mình không biết hết. Nhưng mà cứ vâng lời đi qua cái bước thứ nhất, Chúa dẫn đến bước thứ nhì. Và cảm ơn Chúa khi tôi cầu nguyện. Ban tổ chức thì hỏi gì chứ, ở khách sạn Đắc Thắng hay là ở Hà Nội Club? Tôi nói là Chúa con phải ở đâu? Nghe sự nhận của Chúa Hà Nội Club. Ban tổ chức thì tổ chức ở tại khách sạn Đắc Thắng. Đi đến đó mới biết rằng tất cả các mục sư tổng quản nhiệm đều ở bên cái khách sạn bên này. Rồi những người của lãnh đạo của 13 nước Đông Nam Á cũng ở cái khách sạn bên này. Tôi ở chung một khách sạn, cho nên có dịp để gặp gỡ họ, nói chuyện nhiều hơn và gặp các mục sư tổng quản nhiệm của Việt Nam của mình, và có những cái trao tay hữu, hứa hẹn những công việc mà trong tương lai mình sẽ làm cho đất nước, cho dân tộc của mình, cho hội thánh của Chúa. Cho nên hiểu, khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta cứ đi từng bước, Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta bước kế tiếp. Ngày nay, nếu nghe tiếng của Chúa phán, chớ có cứng lòng như lúc nổi loạn. Vì có những lúc chúng ta nổi loạn, chúng ta cứng lòng. Chúa bảo chúng ta cứ làm đi, chúng ta nói rằng, không Chúa ơi, cái này nó nhục lắm, đừng để con phải làm cái chuyện này. Cái này nó khó quá, xin Chúa Ngài cho con tránh cái chuyện này đi. Thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Một ngăn trở khác là chúng ta thất vọng về Chúa. Có thể chúng ta buồn Chúa về một cái việc gì đó. Có thể chúng ta xin một việc gì đó mà việc nó không xảy ra giống như ý của chúng ta. Giải quyết với Chúa. Bởi vì chúng ta cần phải để cho tấm lòng của chúng ta nó mềm mại trước mặt Chúa. Trong ngôn 4:23, hãy cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết vì các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. Giữ anh chị em đừng để nó cứng lòng ở trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta bước qua việc hướng dẫn nghe Thánh Linh của Chúa phán. Thứ nhất chúng ta cần phải làm luôn luôn là chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu cột trói tiếng nói của kẻ thù. Bởi vì có một người cha khác cũng rất muốn nói với chúng ta. Cha của sự nói dối. Chúa Giêsu báo cho chúng ta biết điều đó. Cha nói dối cũng muốn phán với chúng ta nữa. Và cha sáng láng của chúng ta trên trời thì Ngài cũng rất muốn phán với chúng ta. Cho nên công việc của chúng ta là chúng ta nhân danh Chúa Giêsu cột trói tiếng nói của kẻ thù. Sau đó, hãy tin cậy Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Một trong những điều mà tôi cầu nguyện khi tôi không biết phải làm gì, hay là cái ngăn trở nào khiến cho người này chưa được chữa lành, sự giải cứu chưa xảy ra, thì lời cầu nguyện của tôi là lạy Chúa Thánh Linh, Ngài là thần chân lý, Ngài biết hết tất cả mọi sự. Chuyện này ngăn trở nó nằm chỗ nào? Lá bùa đó con. Ồ, anh chị đã từng rước bùa phải không? Sao mục sư biết? Chúa mới phán. Cho mình hiểu ý tôi nói. Chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa, Ngài phán với chúng ta,
Bởi vì chúng ta tin cậy vào trong sự dẫn dắt của Chúa. Ngài là thần chân lý, có nghĩa là Ngài biết hết tất cả mọi sự. Anh em nắm được điều đó. Cảm ơn Chúa. Hãy nhớ đến cái phước hạnh mà Chúa và thẩm quyền Chúa cho chúng ta. Trong Ma-thi-ơ chương 16, 19, ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời. Bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời. Nên chúng ta truyền lệnh và cấm cột trói tiếng nói của kẻ thù, không cho nó lên tiếng. Thứ hai, hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hết lòng tin cậy nơi Chúa. Đừng nghĩ đến cái chuyện này vô lý. Có nhiều cái lời tri thức khi Chúa nghe cho tôi nói với Chúa. Chưa, cái này sẽ nó không hợp lý chút nào đó. Con nói rồi nó không đúng gì, người ta cười sao? Mục sư gì nói chuyện gì nó không có liên quan gì đến tôi hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Một lần Chúa Ngài nói lại, Ngài lên tiếng một cái tôi hết hồn. Tôi nói con không dám nữa. Rằng con không nói, ta không phán với con nữa. Tôi phải đi đến với cái người đó, tôi nói một cái điều nó rất là có thể nói rằng nó không có hợp lý chút nào hết. Với trường hợp khác, để anh chị em có thể thấy tại đây, ông Lê Nẩm, một cái câu chuyện khác. Và chuyện này thì ông cũng đã làm chứng và chúng ta có thể phối kiểm được. Ông nói, từ lúc mà mục sư đặt tay cầu nguyện trên tôi, thì trong người của tôi nó giống như là nó có một cái quả gì, nó giống như cái quả trứng đó. Nó chạy từ trên cái ngực của tôi, nó chạy xuống đến gót chân, rồi nó chạy trở lên lại. Nó di chuyển. Thì chúng ta biết rằng, cái gì nó trong cơ thể chúng ta mà nó đau, mà nó ở yên một chỗ, chúng ta biết rằng đó là bệnh vật lý. Nhưng mà nó di chuyển, giống như là nó có cái hồn sống trong đó, là chúng ta biết nó qua dạng linh rồi. Thì tôi cầu nguyện cho ông lại Chúa, Ngài là thần chân lý. Ngài biết cái điều gì đã mở cửa khiến cho hiện tượng này xảy ra. Thì Chúa Ngài cho tôi thấy một cái bức ảnh. Tôi kể cho ông nghe. Nhưng mà trước khi kể tôi cũng, ông này là người rất là nổi tiếng trong cộng đồng của mình. Mà ông được mọi người giới thiệu, ông, cái lòng của ông hiện tại là ông coi mình cũng là, ông tôn trọng mình lắm. Mà mình nói cái này mà nó không đúng thì mất mặt. Vì lúc đó chưa có kinh nghiệm với Chúa nhiều thì tân tiêu cái tôi của mình lắm. Sợ là cái tôi của mình nó bị tổn thương ấy. Sau này càng bước đi với Chúa càng biết đóng đinh cái tôi của mình. Không kể là mình sống nữa nhưng mà là Christ sống ở trong tôi. Thì lúc bây giờ nó dễ dàng hơn để nghe được tiếng phán của Chúa. Thì tôi nói với ông rằng tôi thấy có một cái cảnh. Có một nhánh cây nó ve xuống. Tôi thấy có một cái thùng phi, giống như cái thùng phi gì đó, mà cái thùng đựng rác. Ông đã đứng khấn nguyện những cái điều gì ở tại cái thùng rác đó. Ông phải ăn năn và giải quyết vấn đề đó để ông có thể được giải cứu được sự tự do. Ông la lên, ông Nguyễn Sư Khánh làm gì mà đã từng rút ngoài sau hè của tôi, ông dùng chữ rút ngoài sau hè của tôi. Người Trung mà, người ở làng Thanh Quýt mà. Sao ông biết được cái chuyện này? Ông nói thật ra mục sư nó không phải là cái thùng phi. Nó là cái thùng rác, nhưng mà thật ra nó là cái nồi nấu bún. Mà chúng tôi ăn bún xong rồi để ở ngoài kế bên cạnh cái xích đu á. Rồi khi mà tôi cúng, tôi đốt vàng mã, tôi có những cái lời khấn hứa đó. Thì tôi bỏ vô trong cái thùng này, cái nồi này. Lâu ngày nó thành ra cái chỗ, thật ra nó không phải là rác đồ ăn. Nhưng mà rác là vàng mã, những thứ nhang, đèn mà chúng tôi cúng, chúng tôi bỏ chỗ đó. Ông ăn năn điều đó xong. Tôi nói bây giờ ông sẵn sàng để đón nhận sự tự do trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Hiện tượng chạy đi trong thân thể của ông Lê Nẩm như cái trứng vịt, trứng gà trong danh Đức Chúa Jesus Christ ra khỏi. Vì tất cả những ký ước đã được quỷ phá, lòng trung thành của Lê Nẩm đặt vào nơi Đức Chúa Trời. Biến mất. Ông kể lại những điều đó cho rất là nhiều người nghe. Tôi chia sẻ với anh chị em như vậy để chúng ta được khích lệ và chúng ta cứ tấn tới ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa, đừng có để một chút nào tin cậy nơi cá nhân của mình. Để Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta tốt nhất. Im lặng và lắng nghe. Và cái kế tiếp mà tôi xin nói, bớt nói. Chúng ta thường nói nhiều lắm. Luôn cả trong lúc cầu nguyện. Mình dành, mình nói hết. Giống Việt Nam gọi là mình dành đài. Và trở lại, răng chương 10 câu 27. Chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Bạn làm điều này giống như cách bạn tiếp tục cuộc trò chuyện với một người bạn thân. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy mạnh mẽ và can đảm, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 27 câu số 14. Bà ngoại tôi thì bà dạy tôi một điều. Đó là Chúa Ngài dựng nên mình có một cái miệng mà hai cái lỗ tai đó con. Cho nên con nên nghe nhiều, nói ít. Bây nhỏ tôi cũng ông Tám như lắm. Một cây cười của trường.
Tôi nói chuyện pha trò đủ thứ hết. Nhưng mà từ lúc học lắng nghe tiếng của Chúa phán, thì tập trung và lắng nghe gấp đôi so với nói. Có nhiều người bực mình nói sao mục sư Khánh nói chuyện ông cục hứng quá. Hỏi cái sao nghe im ru. Thì tôi trả lời, tôi nói rằng hỏi mà tôi trả lời liền là có chừng. Tại vì cái lời tư vấn nó có thể đến từ xác thịt. Nhưng mà hỏi mà cho tôi có cái thời gian để tâm linh của tôi tìm vào trong thánh linh của Đức Chúa Trời để hỏi lại Chúa điều này nguồn gốc của nó đến từ đâu, việc nó là như thế nào, thì cái câu trả lời nó sẽ rất là chính xác. Và nếu thấy tôi có chậm một chút, cứ kiên nhẫn. Có những người cộng tác viên trong hội thánh hiểu điều này, cho nên cứ để mục sư có thêm thời gian. Có thể 30 giây nữa. Tôi cầu nguyện, tôi lắng nghe. Và khi Chúa ngài mặc khải thì việc nó sẽ rất là chính xác. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, Chúa ngài phán dạy với chúng ta, đó là chuyện rất là tự nhiên, cần lắng nghe. Có nhiều khi Chúa ngài bày tỏ những cái việc mà tôi rằng không hiểu nổi. Anh chị em có bao giờ trong lúc chúng ta đang cầu nguyện mà Chúa cho cái điện thoại mình nó reo, rồi mình nghe câu chuyện của những người đang ngồi bàn tính cái chuyện lật đổ mình không? Tôi đang ngồi cầu nguyện, điện thoại reo, mình bắt lên mình hỏi alo, không nghe gì hết á. Nhà bên kia bắt đầu nghe một nhóm người đang ngồi thảo luận cách để có thể đuổi mục sư Khánh ra khỏi thành phố Houston này. Có một số người họ giải thích nó là tại vì hồi xưa đeo cái điện thoại Nokia đó, nó có mấy cái phím bấm rồi đụng vô trong cái góc bàn cái nó tự động nó bấm cái số điện thoại của mục sư Khánh. Nếu nói như vậy cũng là phép lạ. Phải anh chị em, đụng xong đụng cái phím nào khác, đụng cái phím gọi là gọi tắt để mà gọi số điện thoại của mục sư Khánh. Hả? Cảm ơn Chúa. Có những lúc tôi cầu nguyện cho ai đó, cho một cặp vợ chồng nào đó, để Chúa ngài cho tôi nghe hết cái câu chuyện họ đang cãi lộn với nhau. Tôi cầu thai cho họ xong, tôi bắt điện thoại lên, tôi hỏi sao cãi xong chưa? Xong chưa biết. Tôi có nói thêm một vài câu nãy cãi như vậy đó, thì là nghĩ rằng có xứng đáng là người chồng nói nặng vợ như vậy không? Bây giờ tụi con đã dặn quà, đã xin lỗi Chúa rồi. Cảm ơn Chúa. Chúa sẵn sàng để phán với chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Thì vấn đề của chúng ta là có tôn trọng Chúa đủ để lắng nghe và tập trung hoàn toàn vào lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Chúa sẽ xác nhận với chúng ta những điều chúng ta nghe có đúng hay là không. Tập trung tâm trí của chúng ta vào những gì ngài đang phán dạy. Nghe là thụ động, trong khi lắng nghe là một hoạt động. Nghe thì ai cũng có thể nghe được, phải không? Người Mỹ họ có cái cách họ nói chơi. Mình hỏi gì chứ có nghe được không? Họ nói đâu có điếc đâu. Tức là nghe được, nhưng mà có hiểu hay không á là một việc khác. Cho nên chúng ta nhớ, nghe là thụ động, nhưng mà lắng nghe là một cái hoạt động. Bởi vì chúng ta đang tập trung để chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa phán, chứ không phải là thụ động. Chúng ta cần có nhiều khải thị về lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có nhiều mối đe dọa đối với vương quốc của tối tăm. Cho nên chị em, ma quỷ sẽ tìm đủ một cách để gây cho chúng ta khó để có thể nghe lần đầu tiên. Tôi cầu nguyện rất nhiều cho anh chị em, Chúa ngài sẽ cho chúng ta nghe được tối hôm nay. Một cái phước hạnh khác chúng ta cần làm là viết xuống những gì Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta. Và trong lúc chúng ta viết, Chúa có thể điều khiển và hướng dẫn chúng ta khi chúng ta viết là lúc Chúa vừa phán với chúng ta. Nên để ý và nên viết xuống. Chúa Thánh Linh luôn hòa hợp với lời của Chúa. Chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ đi đào sâu hơn vào. Phải luôn luôn đem những điều chúng ta nghĩ rằng Chúa ngài phán với mình qua hình ảnh lóe lên, qua một cái chữ lóe lên, một sứ điệp chúng ta nghĩ rằng Chúa ngài đang đặt ở trong lòng chúng ta. Chúng ta có cái ấn tượng như vậy. Phải đem vào so sánh với lời của Đức Chúa Trời để kiểm chứng xem có trung thực hay là không. Ok, bây giờ chúng ta nói đến thời gian để chúng ta thực hành những gì chúng ta nghe trong buổi tối hôm nay. Trước tiên, chúng ta hãy đến với giếng nước để nhận được nước hàng sống. Như Giăng chương 4, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa ngài ban cho chúng ta để chúng ta uống được nước từ nơi Chúa ban cho, Thánh Linh của Chúa tự do hành động trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong một cái nhóm như chúng ta đang tại đây, tìm một người cùng nhóm thay phiên nhau cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện và lắng nghe, rồi thay phiên người kia cầu nguyện và lắng nghe và chia sẻ với nhau những điều mà mình cảm nhận Chúa phán với mình. Và xác nhận rằng điều này có ý nghĩa
thì chúng ta cầu nguyện cho người bạn của mình ở trong nhóm của mình. Đó là cách để chúng ta có thể thực tập. Có thể mình cầu nguyện mà không nghe gì hết, không sao, vì mình đang thực tập mà. Nên cứ tiếp tục kiên nhẫn, rồi trước sau gì chúng ta cũng sẽ nghe được tiếng của Chúa phán với chúng ta. Nhớ anh chị em tập trung. Giống như ngày xưa chúng ta có cái radio, mà cái loại hồi xưa gọi là chúng ta phải chỉnh, nó có cái nút đó, chúng ta chỉnh tới chỉnh lui cho đến khi mà nó đúng ngay cái tần số của nó rồi đó, thì những cái nhiễu âm rì rè xung quanh đó bắt đầu nó biến mất và chúng ta nghe nó rất là rõ. Thì con người linh của chúng ta cần phải điều chỉnh để chúng ta có thể tập trung và nghe tiếng của Chúa một cách rõ ràng. Phần của Chúa, đài phát thanh luôn luôn là phát tín hiệu. Chúng ta cái trở ngại chúng ta vì chúng ta chưa bắt đúng tần số. Nên công việc của chúng ta buổi tối hôm nay được dạy dỗ giúp đỡ tại đây để chúng ta có thể bắt đúng tần số để chúng ta có thể thực hiện công việc này. Cảm ơn Chúa. Được không? Sao có hai người à? Làm đi. Chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Mọi việc của chúng ta đều là việc thuộc linh. Thánh Linh của Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta, đừng sợ, đừng ngại. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta sẽ quen thuộc tiếng phán của Chúa, để rồi một ngày anh chị em nhìn lại thấy rằng ô, bây giờ mình có thể nghe được tiếng phán của Chúa một cách rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng, bởi vì Cha rất muốn phán dạy chúng ta. Sau đó khi chúng ta nhận được ý tưởng cầu thai, thì chúng ta biết rằng đến từ Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể cầu thai cho anh, cho chị, mà những chị em của chúng ta trong bạn đồng đội của chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa nhà cho chúng ta những điều đó để chúng ta có thể cầu thai. Một hình ảnh, một cái tư tưởng trong lúc chúng ta cầu nguyện, một hình ảnh nó lóe lên ở trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta nắm lấy cái hình ảnh đó và chúng ta bám theo Chúa, chúng ta hỏi Chúa điều này có nghĩa gì. Rồi xong chúng ta trình bày với cái người bạn cùng cầu nguyện với chúng ta. Và khi chúng ta chưa có kinh nghiệm, như tôi đã huấn luyện nhiều năm nay, nhắc anh chị em này khiêm nhường và nói rằng tôi cảm thấy rằng mình nhận được cái hình ảnh này, không biết nó có ý nghĩa gì cho anh chị hay không. Nếu chúng ta nhận và chúng ta nghe mình chính xác chừng vài chục lần rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới mạnh mẽ nói rằng tôi nghe tiếng Chúa phán. Còn lúc đầu thì đừng có tuyên bố một câu sinh nhờn là Chúa phán như thế này. Người ta nói rằng nó không có ý nghĩa gì cho tôi hết. Thì lúc đó là chúng ta lại bị cục hứng. Khiêm nhường đủ để nói, bởi vì chúng ta nhìn nhận rằng chưa ai trong chúng ta tại đây là được như Mô-xe, được Chúa nghe phán như là mặt đối mặt. Chúng ta còn ở trong tiến trình đó, chúng ta được Chúa nghe cho, chúng ta đặc ân đến như vậy. Nhưng mà ai cũng có cái sự bắt đầu. Chúng ta tập lắng nghe, rồi mỗi một ngày, cái khả năng này được lớn mạnh, được trưởng thành ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bắt đầu cái sự cầu nguyện của chúng ta như thế này. Lạy Chúa, hôm nay Ngài muốn con cầu nguyện cho người anh, người chị này, hoặc là bạn này, trong cái đội hình của mình đó, như thế nào? Và chúng ta cầu nguyện điều gì đang ở trong tấm lòng của Chúa cho người này? Nhu cầu cấp thiết nhất là gì ở trong đời sống của họ? Chỉ cho con cách để con có thể cầu thai. Tôi thì có hướng dẫn một số người đặc biệt đó là khi mình ngồi ăn ở trong tiệm ăn hay là mình tiếp xúc với một nhóm người, thì trong tâm linh mình tập trung vào giống như là cái ống dòm đó, mình tập trung vào cái người đó và đặt câu hỏi với Chúa ít nhất là 4 lĩnh vực. Đời sống thuộc linh của người này đang ở chỗ nào? Đời sống tình cảm của người này như thế nào? Đời sống sức khỏe của người này ra sao? Đời sống tài chánh của họ như thế nào? Chúa có thể chỉ cho chúng ta trong 4 cái lĩnh vực mà rất là thường ở trong đời sống của một người. Chúa Ngài có thể chỉ ra cho chúng ta, hoặc là Chúa Ngài muốn bày tỏ chúng ta những việc khác, nhưng ít nhất chúng ta bắt đầu bằng 4 cái lĩnh vực đó. Xin Chúa Ngài cho và chúng ta tin cậy rằng trong cái bầu không khí của sự cầu thai, Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em sẵn sàng chưa? Thì chúng ta tìm một người bạn đồng đội và chúng ta cầu nguyện cho nhau. Tôi sẽ tiếp tục ở trong vị trí vận hành trong ân tứ và cầu thai để anh chị em có thể được Chúa Ngài ban phước phán dạy và chúng ta có thể phục vụ các anh em của mình, các chị em của mình. Nếu tốt nhất thì chúng ta có thể gặp người mà chúng ta không có quen thân lắm,
để người ta không có đổ thừa, tại vì mình biết rõ hơn quá. Cảm ơn Chúa. Tìm một cái người có thể là không có thân lắm với chúng ta, để chúng ta có thể cầu nguyện và xin Chúa Ngài giúp đỡ. Cho kính yêu, xin Chúa Ngài kích hoạt trong bầu không khí thuộc linh trong buổi tối hôm nay, để chúng con thấy những điều Chúa Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, những sự mặc khải của Chúa, để giúp đỡ cho các anh chị em chúng con có thể biết nhu cầu của nhau và cầu thay cho nhau. Cảm ơn của Ngài để chúng con có thể tập áp dụng, lắng nghe tiếng phán của Chúa, để chúng con có thể bước những bước cao hơn trong những ngày sắp đến, trở nên những chiến sĩ cầu nguyện, trở nên những người cầu thai, để chúng con sẵn sàng được Chúa đưa và sử dụng trong ơn của Ngài, trong phước hạnh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.